này, mua trà sữa tặng mì tôm với hành ăn lẫn này. Mua đi, mua đi. Ê cháu ơi, vào đây. Hôm nay chương trình khuyến mại đấy, ăn sáng chưa? Ăn sáng rồi hả? Ba này, ba ơi, ăn sáng chưa? Hay thật đấy, ở đây toàn ăn sáng vậy. Này, lần sau á, đi vào đây mà ăn sáng, biết chưa? Vừa rẻ vừa ngon, đỡ mất công chuẩn bị ở nhà, đỡ mất công rửa bát, biết chưa? Trà sữa đây, trà sữa đây. Kia bé trà sữa kìa. Nhưng mà mẹ cho mình tiền để ăn sáng mà. Không mà em chỉ mua trà sữa cơ. Nhưng mà nếu mà uống trà sữa là béo đây. Không mà em có béo đâu. Chị chỉ nói em đấy. Trà sữa nhà cô có, đồ ăn sáng nhà cô có luôn. Hôm nay là nhà cô... Con trả tiền. Con trả tiền hả? Được rồi, cho con cốc 5.000 nhỏ nhá. Nhà cô là hôm nay trà sữa này khuyến mại thêm cả một gói mì tôm với hành đấy. Thế cô ấy mì tôm với cháu ăn nhá. Con không ăn mì tôm với hành đâu. Hay là cho con trà sữa giấu em con đi. Thế thì con cốc to hay cốc bé? Cô cho con cốc bé trong cô cho Trân Châu vào nhá. Ok, cho con cốc bé, 5.000 cốc bé, 10.000 cốc to. Con lấy cốc to hay cốc bé? Cốc to à? Cốc to à? Ok, con sẽ to hơn đúng không? Thế hai chị em ra kia đi, cô mang trà sữa cho nhá. Được đấy, dạ. Mở hàng hai đứa này cũng được rồi. Hôm nay á, khuyến mại có thêm cho cả mì tôm với hành mà không thích cái chứ lại còn cứ thích mỗi cái kia. Nào, bây giờ trà sữa nha. Cô ơi. Hả, cái gì? Làm ngon vào nha. Ok, cô sẽ làm ngon cô cho con nhá. Cho con nhiều nhiều rồi nhá. Cô ơi, làm cho con cái ống hút màu vàng. Ôi dồi ôi, đúng là khách nhí khác đòi hỏi quá. Thế thì bạn kia khai ấy màu gì nào? Màu vàng. Thế hai chị em màu vàng đúng không? Vâng. Nhưng mà em nhỏ hơn cốc 5.000 thì là ít hơn đó, nhớ chưa? Còn cốc 10.000 thì cô cho size M là to hơn, ok? Được không? Thế thì chờ nhá, ngồi để chờ cô nhá. Để cô pha mì tôm nha, đã quên. Là mì tôm với trà sữa đúng không? Vâng. Ừ, tí cô nhầm đấy, cô lại bị nhịu, cô pha cho gói mì tôm cái thì chết dở cô lại phải ăn. Rồi lấy trà sữa này, trà sữa này bây giờ là nổi ngon lắm đấy này. Cô ơi, sao trà sữa ở bên trong có cả chân trâu không? Đúng rồi, trà sữa đây có chân trâu luôn mà con, kèm là phải kèm cải chứ. Rồi đây để bây giờ cô pha cho nhá. Nào, pha cho cô em nào. Trà sữa này, kèm chân trâu này. Topping đầy đủ nha. Đây. Ơi, sao con? Đừng cho nước nóng nha, con uống nước nóng là con chảy mất tiếp đây. Nhưng mà trà sữa của cô bây giờ mới nấu, thế nên là phải có nước nóng một chút nha. Chứ nếu mà nước mà nguội quá là trà sữa không chín là con uống đau bụng đó. Con uống ống hút màu vàng. Được rồi, cô nhớ rồi. Thế chị gái, chị gái màu vàng luôn đúng không? Thế là bây giờ là được một cốc rồi này. Chờ cô pha cả hai cốc thì cô mang ra cho nhá. Vâng. Cô ơi. Sao con? Ống hút màu hồng rồi à? Thế rồi con ơi, nhà cô dạo này đông khách quá. Tại vì dạo này nhà cô có chương trình khuyến mại á, thì ra là người ta mua nhiều á. Hết cả ống hút luôn rồi. Ôi dồi ôi. Đây, một cốc trà sữa cho bạn nhỏ nhá. Giờ từ từ, chờ lấy trà sữa cho bạn to này. Bạn to kia là chị em hả? Vâng à. Chị em một nhà hả? Vâng. Sao con? Cho ít trà sữa của con. Con tại vì con lấy size nhỏ mà, size đi mua có 5.000 thôi. Đúng rồi. Size to thì nó mới được hơn, còn size nhỏ thì chỉ được cứng đấy thôi. Từ nha, chờ cô một chút nào. Đây, trà size to của chị gái đây. Nhưng mà cái này tình hình là đổ hơi khó rồi. Chờ cô một tí nha, chị gái nha. Con cốc này. Con size to thì con phải thêm tiền. Đúng rồi. Ừ. Chờ cô chút nha. Cho mình có 5.000. Ừ. Ôi giời. Rồi, chờ cô chút nha. Màu vàng đúng không? Được rồi, đây này. Có uống thìa không? Có. Ừ, đây, trà sữa size to, trà sữa size nhỏ đây. Đây, mời hai con nha. Đây, của cô em này. Đây là của cô chị này. Mời các con uống. Uống thẩm xem mà ngon không nào. Nó hơi nóng nhá. Trà sữa này là ấm ấm á. Sao nóng quá à? Cô phải thổi lên này. Con ơi đừng hút bằng cái đấy nóng. Con phải uống như này này. Con phải lấy thìa con uống. Con húp nhớ chưa? Úi trời ơi. Nào giờ uống thử ra nào. Ngon không con? Trà sữa cho cô làm ngon đúng không? Dạ. Thế hai con uống cô đi nhá. Cô ơi, cái ghế này chốc quá. À,
thế ạ? Thì con nhanh cao lên để cái ghế đấy nó vừa nhá. Vâng. Rồi, sao các con không có chân trâu với cả không đi ăn nữa? À, không có chân trâu hả? Vâng. À, gói chân trâu bỏ riêng. Con gặp chân trâu ạ. Xin lỗi hai con. Để từ từ nhá, để con cắt ra. Con. Sao con? Con chán cô rồi đi nha. Sao con lại chán cô? Xin lỗi hai con. Đây chân trâu các con đây. Wow. Cho chân trâu vào là sẽ ngon này. Đây, một gói chân trâu các con đây nữa nha. Yeah. Thấy chưa? Đó khuấy lên thử xem nó có ngon hơn không nào. Nào, bây giờ em khuấy lên thế nào. Em uống cả chân trâu nữa thế nào. Con không cả. Đây, chân trâu đây. Chân trâu đó. Ngon chưa? Con muốn thêm mấy không? Con muốn thêm một chút nữa không? Có. Một chút nữa. Ok, thì bây giờ là cô khuyến mại cho các con thêm một gói chân trâu nữa được không? Vâng. Ừ, ok. Thế thì uống đi nhá. Vâng. Cắt nước này. Cái gì kia? Bán trà sữa khuyến mãi cả mì tôm với hành ấy. Hôm nào cũng ăn mì tôm chán lắm. Hay thôi mình cứ bảo mình mua trà sữa thôi cũng được. Cô ơi, bán cho cháu một cốc trà sữa. Trà sữa à? Con uống trà sữa gì? Con uống trà sữa chân trâu. Ở nhà cậu chỉ bán mỗi trà sữa chân trâu. Con hỏi thế thôi, chứ nhà cậu vứt lại đấy thôi. Con uống size to hay size nhỏ nào? Cho con size to đi cô. Size to à? Thế thì về bàn đi, về bàn với mấy em kia đi, cô làm luôn cho. Nào thì lại một cốc trà sữa nào. Trà sữa, ôi hôm nay á không bán đồ gì khác ngoài ấy à. Ê con ơi, này trà sữa này hay là con ăn mì tôm đi. Nhà cô có chương trình là khuyến mại cả mì tôm với hành đó. Thế con ăn mì tôm trước đi, xong rồi uống trà sữa. Không không cô ơi, con ăn sáng rồi, con chỉ mua trà sữa thôi. Mà cô ơi, gói mì tôm bình thường chắc 5-6 nghìn đấy. Mà bây giờ con chỉ mua trà sữa size bé thôi. Thì chắc là được cho không đúng không con? Con phải bảo size to mà. Con mua size bé thôi. À là ý con bảo con không lấy mì tôm. Con lấy trà sữa size bé là 5 nghìn. Là như thế là con được miễn phí luôn đúng không? Đúng rồi cô. Trời ơi, khôn như con là có một cô sạt nghiệp con ạ. Cô lỗ vốn con ạ. Không, mua trà sữa thì nếu mà muốn ăn mì thì cho luôn gói mì. Còn không thì đi về chỗ. Rồi khôn quá. Đi về chỗ cô làm trà sữa cho. Thế là size to hay size nhỏ đây? Size to đi cô. Size to 10 nghìn nhá. Wow. Khổ thế chứ nị. À thì trà sữa. Lần này phải nhớ là vừa nãy lại quên cái chân trâu của hai đứa nhỏ. Chân trâu này cho vào. Rồi tiếp theo là nước nào. Size to đúng không? Ok. Của con sắp được rồi đây này. Xong ngồi với mấy em nhớ chưa? Đây. Cho vào cốc đây. Ok nha. Ui dồi, trà sữa cho cô ngon cực kỳ luôn. Tuyệt cả là vời. Đây mời con. Ui dồi, bé này sao đấy? Sao đã ấy rồi? Ngồi kiểu gì vậy? Uống no chưa? Chưa no hả? Uống no chưa? Min ơi, về nhanh để đi học thêm. Mi mẹ bảo đi. Ôi dồi, đi học thêm để đi về luôn đi. Đấy, chào cô chưa? Đi vào. Con chào cô. Thế hai chị em đi về cẩn thận nhá. Chào con, chào con đẹp gái. Này, thì uống đi nhá. Để cô lau qua chỗ này nó bẩn quá cơ. Ngon đấy nhở. Ui, Nguyễn ơi, có trà sữa chân trâu đứng đen à? Xin miếng nào. Ai cho 10 nghìn của người ta đấy? Có tiền tự ra mà mua. Ui giời, tưởng đây không có tiền à? Đây có tiền nhá. Rồi mua được đống cốc luôn. Mà bây giờ ai uống cái này nữa? Người ta phải uống cái gì mà hot, hòn, hot lên kia kìa. Mà ở đây có cái món gì hot ta thấy cái món hot kia rồi. Bye bye, ta ra mua rồi. Ôi cô, cho cháu mua cốc trà sữa chân trâu đường đen. Ok, nhà cô có chương trình khuyến mại, cháu biết chương trình gì không? Nãy tăng mì tôm mà cô. Nhưng mà sáng cháu ăn mì tôm rồi, giờ cháu không muốn ăn nữa đâu. Ôi rồi, hôm nay khách hàng kiểu gì mà toàn ăn sáng rồi, cuối cùng không lấy mì tôm, mình được hưởng đấy nhờ. Mà cô, cháu ăn mì tôm thì... Đấy, cô biết rồi. Cháu đang định nói câu cháu mà không ăn mì tôm thì cắt cái chỗ mì tôm này ra. Cháu lấy trà sữa size bé đúng không? Coi như là cô cho cháu không phải trả tiền đúng không? Cô biết thừa cái văn của cháu nói rồi. Cháu không nói thì câu đấy đâu, cô nhắc cháu mình nhớ. Mà thôi cô cho cháu một cốc trà sữa với cả cho cháu ít hành thôi nhá. Thêm mì tôm. Mì tôm cháu không lấy, cô cứ đưa cho cháu hành với cái này ra để ra kia cho cháu. Nhưng mà cô bảo phải trả tiền đấy nhá. Vâng, cháu sai tiền mà cô cứ khinh cháu nhở. Rồi sai to hay sai nhỏ? Sai to, cháu uống nó mới đa. Được rồi, đi về chỗ để cô làm cho mà uống. Nào, lần này không uống mì tôm, không ăn mì tôm mà lại
lại có hành. Không ăn mì tôm mà hành kiểu gì nhỉ? Chắc là nó mang mì tôm từ nhà nó ra rồi. Nó là chê mì tôm nhà mình đầy món mì tôm ngon mà nó lại chê á. Cháu không chê mì tôm nhà cô y là nhà cháu ăn mà. À thế à? Cô thấy bảo là lấy mỗi hành lá mà lại không lấy mì tôm, cô tưởng là chê nhà cô. Ờ thế xin lỗi nha, không phải xin lỗi nha. Ở đây để cô làm cho xong nha. Cô làm nhanh lên cô nhá. Ok, đây chào cô, xong luôn bây giờ nha. Ai da. Thơm đấy. Chuyện nhà cô ngon mà. Đó. Rồi đây, cháu lấy cốc. Rồi, cô cảm ơn. Cháu lấy ống hút màu xanh dương. Thật thích ống hút đấy hả? Vâng. Giờ xong rồi đây này. Đây, của cháu xong nha. Rồi, cháu cô bê cho cháu cái thớt và một ít hành ra bàn cho cháu nhá. Rồi, ok, thế đồ của cháu đây. Đây, làm cái gì vậy? Cô cứ kệ cháu nhá. Con này như đi vệ sinh rồi sao ấy. Cái bạn này xong rồi này, cốc trà sữa còn hết rồi. Đừng bảo là lẹ chuồn không trả tiền nhá. Cháu biết nhà ai không đấy, đứa nào cháu biết, cô cứ yên tâm đi. Nếu mà tí nó ra thì nó trả cô, còn nó không ra thì cháu sang nhà nó cháu đòi hộ. Còn gì ấy hộ cô nhá. Bảo bạn này trả tiền giúp cô rồi nhá. Vâng, thì cô đi ra để cháu làm cái món này không cô cười cháu. Hay nhờ món gì vậy? Món này đang hot hòn hòn lắm cô. Thì làm đi nhá. Vâng. Con Nguyệt đi đâu để mình dạy nó cái món này nhở? Nguyệt ơi! Nguyệt! Nguyệt đi đâu ấy nhở? Nguyệt ơi! Đây. Đi vệ sinh à? Sao đi lâu ấy? Này tao bảo bây giờ nhá, cái món đang hot là trà sữa hành đấy. Thử không? Siêu ngon luôn, ngon hơn cả cái này luôn. Rồi, thế có bị ải chĩa không? Không ải chĩa đâu, mày yên tâm đi, tao uống cùng mày. Khiếp, sao mà nhìn sợ thế? Không sợ, yên tâm. Đây, tao cắt cho. Giờ phải cắt khúc to mày ngon nhá. Đấy, mày có ăn cái củ trắng này không? Có luôn đi. Rồi, tao kệ, cho vào cho ngon nào. Tao đổ cho cốc của mày trước à. Nhưng mà xem gì mà lạ thế? Ô mày không xem TikTok à? Mới lắm đây. Có thêm nữa không? Thêm nữa đi, cho nó tròn vị yêu thương nhá. Xong rồi tí tao cho vào cả cốc của tao nữa mà. Yên tâm đi, tao không để một mình mày bị chết nhầm. Không sao, tao uống nhiều lắm rồi mà. Đây cho mày nốt cái này xong rồi tao. Tại vì tao nhìn thèm quá rồi. Sao nhiều thế mày? Nhiều nó mới thấm vị như mày hiểu không? Đấy, nhìn nó xanh như đồng ruộng thế này cơ mà. Đây, tao cắt xong rồi tao cho vào cốc của tao. Cốc mày như thế là nhiều rồi. Đây. Mà cho vào xong nhá, mình phải trang trí nữa. Mày có trang trí không? Tao trang trí luôn cho. Thôi cũng được, mày trang trí vào đi cho đẹp. Đấy, cốc của tao nổi lành phải ngon như thế này cơ mà. Siêu ngon luôn. Đấy, nhìn như đồng ruộng này nhở. Đây, mình phải trang trí như cắm hoa ấy. Đấy, mày có trang trí. Đấy, của mày đây. Trang trí thế này hả? Ừ đấy, cắm mà. Thế à? Nhìn như cái bãi ruộng ấy mày nhở. Nhìn giống lúa mày nhở. Mày uống đi. Mày uống trước đi. Thôi tao kính lão đắc thọ. Mày sinh nhật trước tao một ngày nên là tao nhường mày uống trước ấy. Nhưng mà mày phải uống xem. Mày phải uống thử cho tao xem có bị làm sao không chứ. Tao đã bảo với mày rồi là tao uống nhiều rồi. Ngon lắm, mày uống đi. Có chắc không? Mày uống mạnh mẽ hơn cho tao bảo nó ngon mà. Rồi, sao trà sữa phí phạm đấy con. Đi lấy hành cắm lung tung nữa. Phí đâu cô, cái này đang là chen đấy cô à. Chen gì? Chen trà sữa hành lá, cô không biết à. Bây giờ đang nổi đầy trên TikTok và YouTube đây. Trời ơi, thế cái này cắm xong là để nó hành nó tự trồng lên nó ra hoa hả con? Không phải, để mình uống ấy cô. Ngon lắm, vì nó như mì tôm trộn với hành lá trà sữa ấy cô. Em ơi, trời ơi, trên này mà người ta cũng ăn hả? Ăn cái này liệu có ải chía không vậy? Có ải chía đâu, qua đầy người uống rồi. Cô uống thử không? Thì cô chả dám thử cái món mới này đâu. Nhìn kinh quá. Này cô bảo nhá, các con làm ở đây thì thôi đã làm rồi cô không cấm nữa. Nhưng mà có vấn đề gì ngộ độc thực phẩm hay là bị làm sao thì không được bắt đền nhà cô đâu nhá. Cô yên tâm mà cháu không bắt đền đâu. Cái này ngon mà cháu còn mua nữa, bắt đền gì. Thế ở đây uống được, uống đi. Uống xong thì về nhá. Đừng ở đây xong mà làm phiền nhớ chưa? Cái cô có miếng không? Không, cho cháu uống đi nhá. Uống đi, mạnh mẽ lên. Thế để tao thử tin mày lốt lần này thôi nhá. Ngon mà, tao nói mà. Ngon không? Ngon mày ạ. Mày uống đi, mày uống thử chưa? Ngon thật à? Đấy, tao biết ngay mày chưa thử mà thế mà mày bảo là mày uống cả chục cốc. Ê, tao sao bây giờ
tao sợ bị IA nên là tao cho mày thử trước. Mà ngon thật à? Ngon thật, ui giời, tao chưa thấy cái món thức ăn nào, à thức uống nào mà nó lại tuyệt vời như này. Bây giờ người ta mới sáng chế ra, đúng là phí của giời mày à. Ờ thế ngon thế, người ta phải sáng chế ra từ lâu chứ nhở. Ờ đấy, thế mới tiếc. Thế mày uống thử đi, ui giời, mày phải uống một lúc nhiều vào nó mới cảm giác được cái hương vị, ui giời ơi. Nó gọi là thăng hoa luôn. Wow. Ngon thật à? Ngon thật, mày cứ tin tao ui. Ừ, thế chắc là tao vặt thêm cả cái rau này ăn cho nó có vị nó mới ngon nhở. Đúng rồi mày. Mày uống nhiều vào. Uống đi. Uống nhiều thì uống bằng ống hút này, không được nhiều đâu. Thế mày hốc luôn. Hốc luôn. Hốc mày. Luôn á. Đúng rồi. Quack!